Đây là thành quả của Vina, hai kem ốc quế đó mọi người coi. Rất là hả, nhìn có cốm lên là khác hẳn đâu, đẹp hẳn. Vina sẽ ăn nguyên một cây nha. Em ăn chị hú, ngon, chị hú gì mà ngon. Và hộp tiếp theo Vina sẽ đập hộp, sẽ unbox với mọi người là hộp làm kem ốc quế nha mọi người. Ok, Vina sẽ mở nha. Đây. Wow. Ôi trời ơi, nó màu hồng đẹp quá mọi người ơi. Ủa sao này kỳ. À, chị hó, chị nhớ rồi, chị hiểu rồi. Rồi ok, bây giờ mình ra, mọi người thấy màu hồng đẹp không? Giờ chị sẽ cắt ra nha. Cảm giác như có gì đó quen thuộc. Không, chị hiểu rồi. Chị hiểu tại sao nãy cái vụ mà miếng kẹo mình làm sai rồi. Cho nên là chị tin, chị nếu mà nó có lặp lại chị sẽ không lặp lại nữa. Chị hiểu lý do rồi. Rồi mình sẽ coi là cái hộp này là cái thớt nằm đây. Yes. Cái thớt nằm ở bịch mà cái nãy cái bịch mình đang dùng mất tiêu nè, chỉ coi cái hộp thôi. Thông minh quá lần ơi. Rồi. Em nhớ mà, nhét vô cho nó thôi để lên. Ờ đó đó. Còn mình không biết kéo cái nên là khúc cuối cái miếng rong biển mình hơi bị dơ. Rồi. Wow. Bánh này luôn. Trời ơi. Rồi mình sẽ để cái thớt của mình ở đây nha, mình sẽ bành cái thớt ra. Rồi, cái thớt của không mình có dục cái thớt. Không có được, không có dục cái thớt nữa hứa. Rồi, mình sẽ nghiêm hình, nghiêm trang để cái bánh. Rồi có gì đây? Đó mình bày ra nè, bày ra cho khán giả coi nè. Ui. Kem ốc quế thiệt luôn. Không phải giỡn. Chị nghĩ hai cái cục này chắc là hai cục để kem nè Lân. Đó, kem. Đó, Lân thấy không? Tiếp tục nè. Cái miếng bánh này thì các bạn trên Mina ngồi vào nha mọi người. Miếng bánh này thì người ta hướng dẫn là chia làm ba. Rồi mình sẽ chia làm ba, mình lấy một cái dĩa sạch nha mọi người. Đây, mình sẽ lấy một cái dĩa sạch, mình chia làm ba. Từ từ Mina sẽ đâu mất cái tớn. Em bị bẻ bằng tay. Ôi không, chỉnh nó chỉ chết nha rồi. Ghê vậy, sáng được luôn. Rồi, được hết á. Rồi, thì vậy đó em. Ủa? Rồi thì là đúng rồi, nơi này nó sẽ có dư một phần đó, trong hình nó hướng dẫn vậy. Em thử làm sao nè. Chọn Mina thích chơi mấy trò đó mọi người ơi. Rồi chả sắn làm ba, còn cục này để ở bên ha, lỡ biết đâu cái hồi xài. Đổ nước vào cái gói màu hồng, mình cứ làm theo tổ tiên mách bảo, mình cứ làm theo tổ tiên mách bảo nha mọi người. Gói màu hồng và gói màu xanh đúng không? Rồi mình, bây giờ mình sẽ đổ nước vào nha, mình sẽ đổ nước vào hai cái xay này. À ở đây nó chỉ đổ nước vào nửa khay thôi, nửa khay. Rồi đó, mỗi bên là nửa khay nha. Lân quay có thấy rõ không nè, chắc để hai cây ốc quế ngoài đi cho nó đỡ dính nước. Rồi rồi ok, đổ nước vào hai cái nửa khay, cái này để bắt kem á. Cái này không làm bánh sinh nhật thì đó, để bắt kem, bỏ kem vô xong rồi ấy để đây đi rồi sẽ hồi tính sao. Mình sẽ cho vào một cái bịch màu xanh và bịch màu hồng. Đây là bịch màu xanh một ô, bịch màu hồng một ô, được chưa? Là gì bỏ hai ô à? Ừ, gì bỏ nước hai ô rồi. Rồi vẫn sợ mất cái thớt. Cuộc đời em không sợ gì mọi người, em sợ mất cái thớt thôi. Nếu mọi người muốn biết cái thớt là gì mọi người coi lại tập làm bánh sushi nha mọi người. Rồi chị cũng đang sợ tổ tiên mất bảo sai nè. Đúng không? Đã. Tại chị coi là đổ nước vào nửa cái vạch thì chị đổ đúng nửa cái vạch luôn. Chị đổ hết cho đi, đừng ngại chắc không, nó sẽ sệt lại thành kem mà. Rồi giờ chị sẽ Mina sẽ pha nha. Đó, ê Lần thấy giống kem chưa? Vi diệu cái luôn á Lần. Gần giống trời ơi má ơi, chị mê mấy món này quá Lần ơi. Những cái hộp này mọi người thì Mina, bữa Mina trong tập sushi Mina có nói đó là nó sẽ có giá từ 65 cho đến 85, 95 nha. Đó thì nó sẽ dao động cỡ đó. Rồi mình sẽ trộn thò đều lên nha mọi người. Đó là hộp bịch màu xanh. Còn bịch màu hồng chúng ta sẽ trộn ở ô bên kia. Rồi ok, để nguyên màu hồng ở ô bên kia nha. Đổ xuống nè. Rửa tay rồi. Rồi ok, bịch màu hồng. Em không biết nó ngon cỡ nào không? Lân. Chị nói hai đứa đi đổi nghệ danh đi nha. Tên gì mà một đứa tên Ân, đứa tên Lân. Má ơi, không hiểu. Ân và Lân là đôi bạn thân. Ok. Rồi. Chị sẽ nghe lời em, chị sẽ đổ hết rồi nha. Đó, tổ tiên. Tổ tiên mách bảo làm sao thì mình nghe vậy. Đó. Đó.
rồi. À đây là kem dâu. Đúng rồi. Đây là kem, kem một bên là kem vani, đúng rồi. Cái bột thì là màu trắng nha mọi người, nhưng mà vô nước lại thành màu hồng, hay dễ sợ luôn á má ơi. Tôi yêu Nhật Bản. Tôi yêu Nhật Bản. Này phải làm nhẹ thôi, không thôi là hả? Nó văng qua ô kia là bị loạn màu hết. I love Japan. I love Japan. Đó, cái này phải khéo tay nha, bạn nào mà không khéo tay làm là loạn hết. Giống như bạn này. Giống như, đúng rồi mọi người ơi. Đúng rồi các bạn ơi. Rồi, wow. Ôi, mình nghe lỡ làm dính rồi. Không sao, không sao, lá hồi cũng trộn vô à. Rồi, ok. Lá hồi mỗi màu để nữa. Vậy hả? Ừ. Ghê vậy trời. Mỗi màu để nữa, cắt cái đầu nặng kem vô. Ghê vậy trời má ơi. Rồi, tiếp theo mình sẽ đổ hai bên. Rồi, bạn Lân thì chúng ta đã có một phát minh và một phát hiện rất là tuyệt vời. Đó là khi chúng ta bắt cái kem màu hồng và màu trắng vào đây, nếu chúng ta cứ để như vậy thì nó sẽ rất là dễ hòa lẫn vào nhau. Thì bạn đã có một phát minh đó là gặp lại. Đó, thông minh chưa? Và chúng ta sẽ để cái kem màu hồng vào đây, để kem màu trắng vào đây. Và khi chúng ta mở ra nó sẽ không có bị hòa vào nhau. Ồ, thấy Lân thông minh chưa? Lân nhà mình là thông minh tuyệt đỉnh công phu luôn. Rồi, ok, mình sẽ rất khó, có hơi khó hả? Ý là nó hơi bị tem bị sâu á, em hiểu ý chị không? À, khó, khó, khó. Thì từ từ, chị gắp vào đây thì coi. Em nghĩ chị gắp cái đít lên. Tại sao? Nhưng mà tiếng hồi nó bị lẫn vào nhau thì sao? Gắp gắp này hả? Đúng rồi. Xong rồi gắp vào đây. Đúng rồi. Chắc không? Rồi, ok, mình sẽ bỏ kem màu một bên màu trắng với một bên màu hồng vô nha mọi người. Đây. Bỏ màu trắng trước. Tại sao? Ôi giống kem chưa nè. Đó. Rồi đây. Đó, ôi trời ơi, kem của tôi giống kem quá các bạn ơi. Mình sẽ bỏ hết luôn nha. Hình như làm cái này có vẻ là nhanh hơn làm cơm nè, mình xong rồi đó. Mình chỉ bắt lên cái này thôi. Rồi, ok, giờ chị sẽ bắt đầu cái bên này nha. Bên này là màu hồng nè. Đó, nó đang rất là khó khăn tại vì nó muốn tràn qua. Nhưng Mina sẽ cố gắng không cho nó tràn qua. Trời, đúng cái mùi kem luôn á Lân ơi. Đúng cái mùi kem tươi á, kem tươi mình hay ăn ngoài đường á. Chết rồi Lân ơi, nó bị chật quá. Chết rồi Lân ơi, nó chật quá à. Đó là lý do tại sao em kêu chị là bỏ hết thôi. Giờ sao? Bây giờ bạn cố gắng không ra đi. Ok chị cách này. Để coi. Rồi nghiêng luôn. Đấy, cách này. Xong rồi cái mình đổ mình vô coi. Đây là à. Cầm không chặt. Vậy trời ơi, em biết nó khó lắm không Lân? Em biết nó khó lắm không? Tại chị tham, chị bỏ vô hết. Tại chị có biết đâu, chị biết gì đâu. Chị mới đẻ hôm qua, chị biết gì đâu. Mới đẻ hôm qua. Chị mới sinh nhật hôm qua đó, là mới đẻ hôm qua còn gì. Rồi. Coi chị làm kem nè, là ôm. Chị mới làm kem, hiểu không? Em phải đợi chứ. Mình rồi. Hai. Im một. Mấy bạn nghĩ là cái kem này nó thành công quá. Nó không thành công nhưng nó cũng sẽ, nó không đẹp nhưng cũng sẽ ngon, hiểu không? Chứ thấy nặng rồi là thấy vani còn thấy dầu rồi. Rồi, kệ tôi. Theo hướng dẫn thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mình bắt kem nha. Mình bắt cái kem và đầu tiên là mình sẽ bắt kem ốc quế trước. Thì mình sẽ để hai cái ốc quế ở đây. Đó, mọi người thấy chưa? Đúng vị trí của nó. Rồi, và mình sẽ cắt một cái lỗ nhỏ ở đây. Ồ, kéo bén quá nè. Bây giờ phải làm sao? Rồi giống kem chỗ nào? Đó. Nhưng mà không giống... có kinh nghiệm làm bánh rồi. Giúp chị ơn, vô dữ giúp chị. Dạ rồi. Nhưng mà bánh kem nó phải đặt chứ, này đâu đặt đâu. Thấy chưa? Rồi. Rồi em đặt vô. Chết tôi. Vani không còn, chỉ còn dâu thôi. Im lặng.
chị sẽ làm được, chị sẽ làm được, chị tin là chị sẽ làm được. Đó, mọi người thấy chưa, ta sẽ bắt kem. Đó. Rồi, bắt khi nào mà tổ tiên kêu dừng thì dừng, dừng nha. Ở đây mình ở đây mình sẽ làm 4 cục đúng không? Đây, 4 cục không biết được không má? 1 cục, 2 cục. Một cục, hai cục, ba cục, bốn cục. Rồi à, xong ở đây đúng không? Ở trên này người ta là sẽ làm 9 cục. Chị sẽ làm 1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục. Sao cái tập làm kem mà của tôi nó fail quá vậy? Cái muỗng đâu rồi, cái muỗng đâu rồi? Tạm kem không đẹp như sushi. Ừ, cái sushi làm dễ hơn. Ê, là nãy chị cho nhiều nước quá ta, đúng không? Chị nghĩ gì không? Cho nhiều nước quá thì tại vì nó sẽ lỏng. Chờ chưa đủ. Không, nghĩa là cho nhiều nước quá đó. Cho nhiều nước quá, chỉ có lý do đó thôi. Rồi, mình mặc dù sẽ hơi fail khúc này, nhưng mà mình tiếp tục nha mọi người. Mình tiếp tục làm sô-cô-la. Đây là sốt sô-cô-la. Rồi, mình sẽ tạm để hai bạn này ở đây. Mình sẽ làm sốt sô-cô-la nha. Em xin lỗi mọi người, em fail quá. Rồi, mình sẽ đổ nước vào đây. Lần này Mina sẽ rút kinh nghiệm, đổ nước ít thôi. Sốt sô-cô-la. Rồi, mình sẽ đổ vào đây. Trời ơi, chị còn dạy với mấy bạn nhỏ tuổi thì mấy bạn chơi kiểu gì? Mấy bạn cũng nhỏ, càng nhỏ càng khó mà. Rồi. Rồi mọi người ơi, Mina đã pha xong cái sốt sô-cô-la thì bây giờ Mina sẽ rải lên nha. À, bây giờ mình sẽ rải theo hướng tùy thích của mình thôi, mình muốn rải gì đâu thì mình rải. Đây, Mina sẽ rải lên đây. Đó, sô-cô-la. Mặc dù làm cái kem này hơi fail một tí bởi vì nó không có đặc đó mọi người. Mina không biết là do Mina hay là do cái chất kem này nó không đặc như vậy. Nhưng mà Mina sẽ, mọi người hãy chơi thử và cho Mina biết là cái review của mọi người khi mà chơi cái hộp kem này sẽ như thế nào nha. Rồi. Và theo, và cái nó trong cái hộp này nó còn cho mình những cái cốm. Trong một phút chốc mình quên luôn cái tên của cái món này. Rồi mình sẽ rải một chút cốm nha. Cốm mình cái tim rất là đẹp nha mọi người. Đó, tự nhiên cái miếng cốm thấy đẹp, thấy cuộc đời đẹp hẳn không? Mọi người thấy có cốm lên đẹp, còn là đẹp hẳn không? Đó, mình sẽ rải cốm lên và cùng nhau thưởng thức kem nha. Đó, mình sẽ rải. Và đây là đó, trời ơi, đẹp quá. Được cái cốm này đẹp nè. Cốm mình thành công rồi. Đó, mình làm chi mất công. Rải cốm là đẹp hết. Rồi, ok mọi người ơi, vứt tất cả này vào bên để chúng ta cùng nhau thưởng thức một chầu kem. Một chầu kem của chúng ta rất là ngon. Đầu tiên chúng ta sẽ thưởng thức hai cây kem ốc quế này nha. Rồi, mình sẽ bỏ hộp này luôn cho nó nhìn cho nó sạch sẽ. Rồi mọi người, đây là thành quả của Mina, hai kem ốc quế. Đó mọi người coi, rất là hả, nhìn có cốm lên là khác hẳn không? Đẹp hẳn. Rồi Mina sẽ ăn nguyên một cây nha. Em ăn chị hứa ngon, chị hứa gì mà ngon. Quá à. Chị hứa với em là ngon. Ngon, y như kem thiệt luôn. Dạ. Thiệt, hứa. Hứa dạ. Hứa. Chị nói thiệt, ăn đi, ngon kem thiệt luôn. Đúng không? Chị nói thiệt, ngon mà. Ủa, chị thấy ngon mà lần sau. Chị thấy ngon mà, thiệt mọi người. Y như kem thiệt, không khác gì hết. Chỉ khác là cái kem Mina, có lẽ mới nãy Mina cho hơi nhiều nước nên cái chất keo nó hơi loãng. Cho lúc mọi người chơi, mọi người nhớ rút kinh nghiệm là cho nó đặc đặc tí xíu nha. Ít nước lại. Tiếp tục là cái bánh cuốn. Bánh cuốn này 4-3 tầng, bánh cuốn 3 tầng. Đó. Ăn mà thành quả mình làm lao động vất vả nên nó rất là ngon. Nó rất là ngon, ăn gì cũng thấy ngon. Rồi tiếp tục. Đây là bánh nè. Không biết là bánh gì. Chỉ biết là nó là cũng là dạng ốc quế nhưng mà ốc quế phần thuyền á, ăn thử nha. Nhìn Mina làm thì có vẻ rất là fail nhưng mà ăn rất là ngon nha mọi người. Cái này cái hay của cái món Nhật Bản là vậy á, là dù các bạn có làm đẹp mắt hay không đẹp mắt thì ăn rất là ngon miệng. Ôi ngon quá. Ok, bây giờ mình chuẩn bị làm tập tiếp theo thôi.